Xin chào anh. Lấy về sớm thế? Dạ. Chào chú Quốc Anh. Anh em chào anh. Ok. Xin chào. Mời anh vào ngắm cây uống nữa. Xin chào cháu. Này thăm nhà vườn của em Quốc Anh. Chào anh Kiên Mơ. Xin chào Đinh Vượng. Anh Văn. Xin chào em. Chào em. Này. Chào bạn trụ lâu quá rồi, các bạn trụ đây. Bắt tay cái. Chào chú. Chào chú, chào anh ạ. Chào chú. Với anh thôi, toàn thanh niên rồi. Mấy cây còi còi đấy anh. Vườn này gọi là vườn số 2 à, chú Quốc Anh nhỉ? Dạ vâng, gọi là vườn số 2. Nhưng vườn số 2. Trên góc độ của công việc thì em lại muốn xây dựng cái hợp tác xã. Thế á? Đã chuyển sang cái này quy mô mở rộng hơn. Các anh là đây là của hợp tác xã. Tức là ủy ban nhân dân huyện họ đề cập đến các ủy ban các xã là phân bổ cho cái mỗi chi hội tổ hội một cái không gian. Thì em đây là không gian này là của chi hội hoa cái cảnh phụ nữ của xã họ bàn giao cho mình. Nay mình nhìn thấy vườn này thành lập cái hợp tác xã này thì cũng với cái tinh thần là đóng góp một chút cái kinh tế cho địa phương chung, nâng cái sinh vật cảnh lên ở cái mức độ hiểu nôm na là nâng tầm cao mới. Có nói như thế. Phát huy được cái thế mạnh. Nó không thay vào việc trồng hoa ở dưới đất thì mình trồng cây và hoa ở trên cho lên chậu để kinh tế nó phát triển mạnh hơn. Đấy, có thể là như thế. Nâng cấp cái cuộc chơi. Em thấy cái lợi ích của cái trồng cây trên chậu nó sẽ có những cái gì đó của cái cải tạo và cải biến cái cây nó nhanh. Rồi, sẽ chúc cho hợp tác xã của nhà mình càng ngày càng phát triển nhé. Em cảm ơn anh. Bác cứ ngắm cây thêm một nữa nhé. Ok. Em mới chuyển ra đây mới thì cả khuôn viên ở ngoài này là... Ôi, anh Kiên. Úi, cái đẹp quá, ngắm cái này cái. Trời ơi. Rồi. Toàn cái đẹp để trong góc. Đồ quý, đồ quý. Em mới chuyển ra đây. Hình như cái này là chú Quốc Anh chưa cho đi chơi bao giờ nhỉ? Em chưa. Ôi trời, ôi già. Cái này kinh khủng đấy. Đây, cho anh em lại ngắm cái báu vật này của chú Quốc Anh này. Nào, nay đại gia Mạnh chuẩn bị chốt cái nào? Ngắm cái hang, úi giời, gớm thế à? Thảo nào, nghe thấy say. Toàn nu cục như thế này. Chết rồi, nhìn lại bị hút hồn rồi. Khó cưỡng nhỉ. Con này sao nu gai ghê thế. Có lẽ con này là phải nhìn ngoài là mới kinh khủng khiếp. Còn qua cái thước phim này thì nó có nhiều cái chỗ nó không thể diễn tả được hết được. Nhưng mà đúng là nhìn ngoài gấu nhỉ. Các anh ở vùng trên đấy còn biết được nó là tên là gì không? Em còn không biết tên luôn. Cái này à? Anh đang hỏi anh Hiếu còn nó là cái cây gì mới đang chịu. Hay có phải cây sang không nhỉ? Không phải không nhỉ? Không, không phải sang. Thôi thì gọi nó là cây lia rừng. Cây lia rừng. Được. Rất hay. Nó đang bắt đầu thay lá. Nó chạy ở trên xuống như vậy. Mới mua ấy là nhìn cứ tưởng nó cháy mà nó không cháy thế nào. Bông vàng. Cười lắm. Nhìn mới đầu cứ có hoa quả chứ không? Thực ra thì em chưa nhìn thấy cái hoa nào. Thì đương nhiên là không có quả. Tên còn chưa biết. Chưa biết nó giống loài gì. Nó cứ tạm thời gọi là cây lia rừng. Đúng là như kiểu hỏi xảy ra sai. Nhìn thì thích thôi còn chưa biết nó là tên là gì luôn.
Hôm anh em ra giống lại xã Tràng Việt họ tổ chức hội chơi với nhau gặp mặt cuối năm này lại lên giao lưu. Nếu mà bây giờ tự nhiên có quả mà ăn được thì cho một cụ thầm gần trăm tuổi ăn trước. À, à thế tức là nếu mà không may mà cụ ấy thì cũng cũng không sao à? Khôn đấy, khôn đấy, khôn 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 lắm. Nay gần có hoa tiêu đi trước, hiếu này. Ai chả toàn những cái phôi quý đẹp, nhìn mà đã mắt quá anh em ạ. Nhờ, nó phải lạc như thế này nhỉ, sau lùi nó mới lở biến hoa nó mới kinh chứ. Đấy, coi sốt cái là các anh em đưa nhau đi kéo rồi ngắm ngó nghiêng chỉ dình chốt cây thôi. Úi chùa, toàn cây già khô như thế này, đỏ 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 rực như lửa. Đâu khen cái nào, anh Văn? Khen cái này gì? Chứ quan trọng là nó phải hợp với túi tiền. Đâu xem nào. Ái chà, đồ này không khen mới là lạ chứ khen là đúng rồi. Tinh, kiên tinh mặt đấy. Ô. Được, được, con này già khô. Cực kỳ khô luôn. Lại cần nhiều cái, một số những cái điểm khó nữa. Già rất già, khổ đét. Đi được rồi à? Cháu lớn thì thằng lớn thì cũng nhiều hàng khủng, cái kia to. Đức anh này có tầm nhìn đấy, anh lại phải nhìn nhận khác đúng đấy. Có gì đâu anh cứ chịu em vậy. Ngày kia nghe xin quê đi nhỉ. Dạ. Trời ơi, cái bộ rễ kia mà. Ngày xưa cái này là ngầm nước rồi này. Nó mới có cái bộ bệ như này. Ngầm nước. Nó cũng là một trong những cây mà thuộc tán tầng này. Thì một cây xong là bộ cây kinh điển. Con này xong tán mắt luôn. Cái này là em lấy lúc cái ngọn mà nó phải to lắm mà về cắt mày với cắt rất đi. Mình như kiểu cây nó áp sinh. À. Cây áp sinh thì lọc được ra đúng không? Vâng. Tách. Thế ra cái quyết định hạo được một cây xong nuôi về mo là cả một vấn đề. Nếu cây này thành công để trồng. Nào, bạn chủ nhìn xem có cảm hứng gì không? Nay xong quá chết cũng thôi nên là đỉnh. Nó vẫn đang ở cái chuỗi ban đầu, nó chưa toát lên được hết. Cái cành hoặc cái tay nuôi của mình nó sẽ đạt đến khoảng bằng cổ tay của chân cơ. Bây giờ nó mới hết năm nay là cái gì đấy là cái tay nó có tỷ lệ cân đối đấy, nên là cái tay nuôi của cái
Ai chà, bên này kinh điển. Sang bên đây mới khiếp này. Nhỉ, thấy hiểu không? Ngó rồi đúng không? Con phôi quá tiềm năng. Rồi mà Sunny Vượng cũng xin được kết thúc video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cuốn video tiếp theo.